Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái mẫu hoa lan hồ điệp như thế này. Các bạn có thể nhìn thấy, đây là cách làm mà mình khá là thích, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Các bạn có thể chọn màu sắc tùy cho hoa lan. Ở đây thì mình đã làm sẵn hai cành màu trắng và màu vàng. Lan hồ điệp này thì có rất là nhiều, có khá là nhiều loại, hình như theo mình biết thì có tầm 4 loại. Ở đây thì hôm nay mình sẽ làm cái mẫu hoa lan phổ biến nhất. Để làm được cái mẫu lan hồ điệp như thế này thì mình cần một số nguyên liệu như sau. Làm đầu tiên là giấy nhún. Các bạn có thể dùng giấy nhún các màu của hoa lan như màu vàng, màu trắng hay màu tím. Ở đây thì mình sẽ dùng màu tím này để làm màu trắng để làm nhị hoa, màu xanh để làm lá. Ở đây thì mình chỉ còn giấy nhún Trung Quốc, nhưng mà nếu bạn nào mà có thể mua được giấy nhún của Ý hay của Hàn Quốc ấy thì sẽ đẹp hơn và giữ được màu lâu hơn nhé. Tiếp theo là bông gòn, keo nến, sữa, keo nến với súng bắn keo, băng keo sáp, kẽm si nhỏ, kẽm si có phần bọc màu xanh lá, và nếu các bạn có kẽm màu trắng này thì có thể dùng băng keo sáp để cuộn lại cũng được. Và cái kẽm này các bạn dùng loại nhỏ như thế này nhá, thì mình thấy là nó hợp lý vì nó cũng giống với kích thước của cái cành hoa lan. Nữa là nhũ, kìm này, kéo, bút chì. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào hướng dẫn chi tiết cho các bạn làm nhé. Đầu tiên thì mình sẽ cắt phần cánh hoa. Ở đây thì phần cánh hoa ở trên mình có xem khá là nhiều cách làm hoa, thì mình có thấy là ở trên các bạn có thể in các mẫu cánh hoa như thế này. Đây là cánh hoa, đây là hai phần cánh hoa nhá, đây là phần lá, đây là phần mình in ra thì mình thấy cái lá này nó không giống với cái lá hoa lan lắm, thì lát nữa làm thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái lá hoa cho nó chuẩn nhé. Đây là gì? Cái phần làm cánh hoa này thì các bạn lưu ý giúp mình là các bạn có thể lên mạng để đao các mẫu hoa này về và in ra trên mặt A4 đấy. Ở đây mình in cả khổ A4 nên nó hơi to, thì mình có vẽ lại cái mẫu nó nhỏ như thế này. Kích thước thì tầm khoảng 7 cm và 4,5. Đó thì các bạn có thể in ra và cắt ra thành những cái mảnh dập như thế này. Ok, đây là mình đã cắt sẵn rồi. Mình nghĩ là các bạn mà không muốn làm theo kiểu giấy thì có thể in trực tiếp ra xong mà chỉ cắt ra rồi ghép vào thôi. Ở đây thì mình dẫn các bạn làm bằng giấy nhún nhá. Sau khi các bạn đã cắt được phần cánh hoa như thế này á, thì các bạn cắt mảnh giấy màu tím này ra. Ok, sau đó thì các bạn đặt cái miếng bìa mình đã cắt phần cánh hoa lên đây. Các bạn lưu ý giúp mình là cái phần đứng mà có phần kẹo dọc của cái giấy nhún như thế này đấy, thì các bạn nên để nó cùng chiều với lại cái cánh hoa như thế này nhá. Bởi vì là khi mình uốn cánh hoa lên thì nó sẽ cứng và nó sẽ dễ cong lên trên đấy, trông nó sẽ đẹp hơn. Các bạn in ra giấy như thế này,
dùng bút chì nhá, dùng bút chì xong là in một hình mỏng mờ mờ ở trên cái mặt giấy màu tím này. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Sau đó thì mình sẽ cắt. Các bạn ở đây mình có làm một cái mẫu hoa là mình sẽ gập đôi cái tờ giấy này lại, mình dán lại rồi mới cắt cánh hoa như thế này. Mình cũng có làm một cái mẫu như thế nhưng mà nó cũng mình thấy là nó không được mềm mại và đẹp như là mình làm một tờ như thế này thôi. Nếu bạn nào mà muốn nó cứng cứng một chút ấy thì có thể gập đôi cái tờ giấy nhún lại và dùng keo sữa để dán vào giữa rồi mình mới cắt cánh hoa như thế này nhá. Ở đây mình có cái mẫu hoa màu vàng như thế này là mình đã dùng hai mặt của giấy nhún và dán lại với nhau rồi mới cắt thành hình bông hoa, thì nó khá là cứng nhưng mà theo mình thì cũng không cần thiết lắm vì nó cũng không được mềm mại. Sau khi các bạn đã cắt được cái hình cánh hoa như thế này, đó, mình cắt hơi xấu một chút, thì các bạn chỉnh cho nó đẹp đẹp một chút nhá. Đó, sau khi cắt được cái hình như thế này thì... đó. Tiếp theo là mình sẽ cắt cái phần đài hoa, cái phần cánh còn lại là cái phần hình như thế này này. Đó, thì mình ghép như thế này. Okay. Các bạn cũng in và cắt như vậy thôi. Cũng nhớ là để phần theo phần chiều dọc của tờ giấy nhún nhá. Đó, in rồi cắt ra. Sau khi cắt ra thì chúng ta sẽ được cái hình như thế này. Ok. Tiếp đến là cái phần nhụy hoa. Thì ở đây thì mình dùng màu trắng để làm nhụy hoa. Cắt một miếng nhỏ như thế này. Rồi các bạn cũng in. In ra rồi cắt. Cái đoạn này thì nó hơi mất thời gian một chút so với việc là các bạn in trực tiếp từ trên mạng xuống, sau đó chỉ việc cắt ra và ghép thành hoa thôi. Bạn nào mà không muốn mất thời gian thì có thể làm được cách đấy. Ở đây thì mình đó, sau khi các bạn in xong các bạn cắt nhé, cắt xong thì các bạn sẽ được hình như thế này. Đó, rồi sau khi đó chúng ta đã cắt được cánh hoa thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ép thử như thế này nhá. Các bạn lưu ý là cái phần có hai cánh này thì mình sẽ để lên trên, và ở cái phần cánh nhỏ thì nó sẽ có ba cánh, có hai cánh nhỏ bên dưới và một cái cánh lớn ở bên trên. Được chưa? Thì các bạn đặt như thế này, sau đó đặt cái cánh hoa có hai cánh lên trên như thế này. Các bạn nhớ để thừa một phần chút ở dưới này ra nhá. Rồi chúng ta đặt cái nhụy hoa lên trên. Đó, cái phần đầu nhụy này này, chúng ta đặt giữa, có cái khe giữa hai cái cánh này. Ok. Đó. Chúng ta sẽ, trong khi chờ đợi thì chúng ta sẽ làm cái phần thân để bọc, để làm thân cây. Ở đây thì chúng ta sẽ dùng băng keo sáp để cuốn lại nhé. Còn bạn nào mà đã có cái kẽm như thế này mà đã bọc sẵn màu xanh rồi thì các bạn không cần. Ở đây thì mình sẽ dùng cái kẽm màu xanh cho nó nhanh nhé. Các bạn cắt lấy kìm cắt một đoạn khoảng chừng mấy cm nhỉ, khoảng tầm 5 đến 7 cm nhá. Sau đó thì các bạn dùng kìm uốn cong một đầu của cái
Các bạn uốn cuốn khoảng hai vòng như thế này nhá. Sau đó các bạn bẻ con ngó lên như thế này. Ok. Đấy, như thế này. Rồi. Ở đây thì mình cắt cái này hơi ngắn một chút nhưng không sao. Các bạn dùng cánh hoa này, các bạn gấp đôi lại và cắt một cái lỗ nhỏ ở phần tâm của hai bên cánh hoa như thế này, để khi mình xuyên cái dây kẽm mà nó dễ dàng. Okay. Phần này cũng thế, các bạn cắt ở phần giữa của hai cái cánh nhỏ này, gấp đôi lại. Rồi. Cắt, các bạn cắt một đường nhỏ thôi nhá, để vừa đủ để có thể xuyên được cái kẽm này vào. Cái này mình cắt nhỏ quá. Đó. Sau khi các bạn xuyên được phần cánh hoa, hai cánh hoa này vào nhau thì các bạn căn chỉnh cho mình như thế này, cho nó thật là cân nhá. Đó. Các bạn đặt cái nhị hoa lên trên như thế này. Chúng ta đã gần hoàn thiện một bông hoa lan hồ điệp rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng keo nến. Các bạn dùng keo nến nhá, để dính. Các bạn có thể dùng keo sữa cũng được, nhưng mà theo mình thì nên dùng keo nến, vì keo sữa khá là lâu khô mà nó cũng khó là mình không biết là nó có chắc không nữa. Các bạn dùng keo nến để dán cái nhị hoa này lại. Đặt nhị hoa vào giữa như thế này. Rồi các bạn kéo cái cánh thứ hai này xuống, phun keo vào phần dưới đáy của vào phần đấy. Rồi các bạn kéo cái phần cánh hoa lên, nhớ là căn chỉnh đúng chiều cánh to ở bên trên và hai cánh nhỏ ở bên dưới nhá, làm sao cho bông hoa nó thật là cân là được. Đó. Rồi trong khi chờ đợi keo nó khô đấy thì mình sẽ dùng cái phần nhũ này, dùng keo nến này. Dùng keo sữa, ra sẽ chấm một đường tròn nhỏ ở giữa cái nhụy hoa này. Đấy, ở giữa cái nhụy này nhá. Rồi cho thêm phần nhũ vào. Các bạn nào mà không thích dùng nhũ thì cũng không sao cả. Mình lên đây cho nó đẹp hơn một chút. Đó, sau khi các bạn làm xong cánh hoa như thế này thì các bạn dùng cái bút chì hoặc là ngay cái cây kẽm này cũng được, các bạn uốn cong cái phần lá này đi. Đầu tiên là phần nhụy trước. Rồi đến cái phần hai cái cánh hai bên như thế này. Okay. Còn ba cái cánh ở bên dưới này thì mình sẽ uốn ngược lại theo chiều bên dưới như thế này. Như vậy là bông hoa đã gần hoàn thiện rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ kéo ở phần đầu giấy như thế này, cho bông hoa có độ nó mềm mại một chút. Đó, như thế này. Ở phần kéo vào phần luôn ở phần dưới này này. Đó. Đó. Nhìn cánh hoa đã rất là mềm mại đúng không ạ? Ở phần này thì chúng ta cũng kéo nhẹ một chút thôi.
Đấy. À, mình đã hoàn thành xong một cái bông hoa lan điệp như thế này. Các bạn một cành lan thì thường là mình sẽ làm 5 bông. Thì các bạn cũng cắt như cách tương tự mình vừa làm bông hoa này á. À, thì các bạn làm những 4 cánh hoa còn lại nhé. Còn nhiều hay các bạn có thể làm nhiều hoa, ít hoa hơn cũng được, không vấn đề gì cả. Đây, mình sẽ làm được 4 cánh nữa. Cánh bất kỳ người ra thì mình đã làm sẵn. Đây là những cánh lan mình đã làm sẵn rồi. Đấy, bây giờ đến phần là mình sẽ làm cái phần bút. À, đây là phần búp hoa của hoa lan. Các bạn chú ý là cái phần búp hoa lan thì nó sẽ có phần có hình dáng tương tự như thế này. Đó. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm. Các bạn cắt cho một tấm một miếng màu tím như thế này, có kích thước là tầm khoảng 8 x 8 nhá. Cái hình vuông 8 x 8. Rồi các bạn kéo giãn nó ra. Ok. Ở đây mình dùng giấy nhún Trung Quốc nên là cái độ giãn của nó cũng không được nhiều như bằng giấy nhún của Hàn hay là của Ý. Các bạn nhét bông gòn, hoặc là bạn nào mà không có bông gòn thì có thể dùng giấy vụn một ít thôi nhá. Sau đó các bạn cuộn tròn nó lại. Đây, được một hình tròn như thế này. Các bạn cắt một đoạn kẽm khoảng 5-6cm, không cần dài quá đâu nhá. Các bạn cũng uốn cong một đầu như thế này. Uốn cong một đầu như thế này để cho trường hợp là khi mình cho cái kẽm này vào bên trong thì nó sẽ không bị tuột ra ấy. Cắt bớt cái phần dưới thừa đi. Đó. Như thế này. Sau đó thì dùng chỉ hoặc là có thể dùng keo nến hoặc là dùng chỉ để buộc lại. Hoặc là thì mình tiện nên là mình dùng keo nến luôn cho nó nhanh. Rồi các bạn cắt một đoạn giấy màu xanh lá như thế này, kích thước tầm khoảng là 8 nhân với lại 8 với 1,5. Còn nếu các bạn làm mà cái nhịn nó cái búp hoa mà nó nhỏ hơn ấy thì các bạn dùng kích thước nhỏ hơn nhé, cũng không có kích thước cố định cho cái hoa này là như thế nào. Sau đó các bạn cầm ngang tờ giấy này, cầm vào điểm giữa với này, xoắn theo chiều ngược lại, xoắn tầm 2 vòng thôi nhé. Đấy, 2 vòng như thế này. Sau đó các bạn dùng tay lách nhẹ giãn tờ giấy ra. Đó. Rồi các bạn úp vào như thế này. Khá đơn giản đúng không? Đấy, các bạn úp lại như thế này. Ok. Các bạn kéo làm sao cho nó kín kín một chút mà chỉ hở lại một chút lá màu hồng ra thôi nhé, một chút cái màu hồng ra bên ngoài, màu tím ấy. Rồi các bạn dùng băng keo sáp để cuốn nó lại như thế này. Tương tự thì các bạn làm thêm khoảng 2-3 cái búp như thế này nữa. Tùy các bạn, nếu các bạn muốn làm úp nó nhiều thì các bạn làm nhiều. Ở đây thì mình chỉ làm 3 cái thôi.
Đây, mình đã làm sẵn hai cái nữa. Đấy, mình sẽ làm, sau khi làm xong thì sẽ được cái búp như thế này. Thế là mình sẽ làm lá. Các bạn cắt cái giấy màu xanh như thế này. Theo mình thì các bạn nên cắt, nên làm lá nó cứng một chút đấy. Thì các bạn nên gập đôi tờ giấy lại và dán keo rồi về cắt thành hình lá. Hoặc là các bạn có thể cắt rời từng tờ và sau đó mới dán. Mình thì thường làm theo cách là cắt rời xong rồi mới dán ấy. Ở trên cái phần mà mình hướng dẫn các bạn là đi photo cái mẫu hoa lan thì đây, cái mình photo ra đây thì cái phần lá của hoa lan này thì nó hơi nhọn, nhưng mà mình xem hoa thật thì tưởng là cái lá của hoa lan hồ điệp ấy thì nó là hơi tuôn tuôn tròn một chút đây, như thế này lá nó hơi tròn tròn ở đầu chứ nó không nhọn đó. Thì phần lá của hoa lan thì nó hơi tròn, thường là tròn ở đầu chứ không, nó không nhọn như thế này. Thì mình sẽ cắt lá nó dài. Lá hoa lan thì nó có những lá nó khá là dài một chút, thì mình cắt tầm khoảng 10 đến 15 cm. Đây mình sẽ cắt tầm 10, gần 15, tầm 13 và chiều ngang là khoảng 5 cm nhé. Các bạn gập đôi lại, cắt, các bạn cắt tròn ở một đầu này, sau đó phần bụng lá rồi phần đuôi. Sau khi cắt xong thì các bạn đã được hai cái lá như thế này. Ở phần lá thì mình khuyến khích các bạn là nên làm hai tờ để cho nó cứng. Đó. Tương tự thì các bạn cắt những cái phần tầm khoảng đến 5 lá. Ở đây thì mình cũng có cắt sẵn các lá có kích thước khác nhau. Các bạn mỗi lá thì các bạn có thể cắt kích thước nó tăng lên một chút đấy. Ví dụ như là cái lá mà có chiều dài là 15 và chiều rộng là 5 cm đấy, thì các bạn muốn cắt lá nhỏ hơn thì các bạn bớt mỗi cạnh đi tầm 1 cm là được nhé. Ví dụ như là tầm 14 và 4 cm đi. Đó, tầm như thế, các bạn cắt như thế nào thì tùy các bạn thôi, trông cho nó hợp lý một chút là được. Ở đây thì mình đã cắt sẵn 4 cái lá như thế này, có kích thước khác nhau. Thì mình sẽ dùng kẽm, có cái phần bọc sẵn như thế này rồi. Thì các bạn sẽ dùng keo, keo sữa thì dán hai mặt lại với nhau. Đặt cái kẽm này nó bằng với chiều dài của cái lá, đặt ở giữa, sau đó chồng cái lá còn lại lên. Cho nó thuôn xuống như thế này. Rồi những cái phần thừa như thế này mà lúc mà mình cắt nó không bằng nhau thì các bạn cắt bỏ đi nhá. Đó. Để trở lại một phần ngắn như này để chúng ta ghép vào thân cây. Tương tự những cái lá còn lại mình quên mất là không làm sẵn nên là bây giờ nó hơi lâu một chút. Phần lá, cái phần dây nhú này nó rất là, nó khá là dễ bị giã nên các bạn nhẹ tay một chút với phần lá ấy thôi nhé.
kéo để chỉnh lại cho nó hợp lý. Đến chiếc lá thứ ba. Đó, sau khi các bạn có dán được tầm khoảng 5 cái lá như thế này thì chúng ta bắt đầu vào đoạn là ghép hoa và cành. Các bạn dùng cây kẽm nhỏ như thế này. Rồi, chúng ta sẽ ghép phần búp hoa trước. Cái nhỏ nhất thì các bạn cho vào phần đầu nhá. Rồi dùng băng keo sáp để cố định lại cái phần đầu. Lại như thế này. Tiếp đến lại thêm một cái búp nữa. Các bạn cân chỉnh vị trí so le ra, cứ từ nhỏ đến lớn nhé. Rồi giờ đến cánh hoa này. Các bạn ghép so le hoặc là sát nhau cái độ cách cánh hoa thì tùy ở các bạn nhé. Các bạn muốn nó như thế nào thì nó sẽ được như thế. Đây mình sẽ ghép so le. Sau khi các bạn cắt được lá xong như thế này thì chúng ta đến cái công đoạn cuối cùng là công đoạn ghép lá vào cành. Thì dùng băng keo sáp thôi. Các bạn gắn lá vào cái phần này. Phần gần gốc này này. Các bạn gắn từ cái lá từng cái lá vào một. Cái lá nhỏ thì các bạn nên cho vào trong, còn lá to thì mình để ở bên lớp thì lớp lá thứ hai. Các bạn có thể làm nhiều lá hơn một chút nhá. Ở đây thì để tiết kiệm thời gian thì mình chỉ làm 5 lá thôi. Các bạn có thể 6, 7 hay 8 lá tùy ý. Đó, sau đó mình băng keo sáp cuốn đến gốc là hoàn thành. Sau chúng ta đã hoàn thành xong việc gắn lá vào cái cây, chúng ta sẽ được như thế này. Rồi dùng tay để uốn cái lá cho nó cong. Vì mình đã có kẽm xi ở bên trong ấy, thì là cuốn nó rất là, uốn lá rất là dễ dàng, không có gì. Giờ đến công đoạn là chúng ta sẽ hoa lan thì cành nó thường là cong chứ nó không thẳng như thế này nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng tay để cầm như thế này, các bạn uốn cong, kéo được cong cái cành hoa này vào như thế này, cho khi nào chúng ta được độ cong vừa ý nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chỉnh cái hoa này sao cho nhìn cho nó tự nhiên nhất.
Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong cái cành hoa lan hồ điệp như thế này, khá là dễ mà không có gì khó. Mình có thể, bạn nào có thời gian một chút là hoàn toàn có thể làm được. Với những cái mẫu hoa lan như thế này thì các bạn có thể dùng để cắm vào lọ cũng được, hoặc là cắm vào giỏ hoa ấy. Trông rất là đẹp và khá là bền. Các bạn chú ý là đừng để cái giỏ hoa hay cái lọ hoa là ra ngoài nắng hay là nơi có ánh sáng mặt trời mạnh nhá. Bởi vì với cái giấy nhún Trung Quốc này thì nó rất nhanh là phai màu. Còn với cái giấy nhún Hàn Quốc hay là giấy Ý thì các bạn có thể để thoải mái, không có vấn đề gì. Nếu các bạn tìm được mua giấy đấy thì càng tốt. Nó đắt, theo mình thì tưởng là gấp đôi ấy. Gấp đôi cái giấy nhún Trung Quốc này. Đó, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn làm xong cái mẫu hoa lan hồ điệp. Không khó lắm. Hy vọng là các bạn có thể thành công với cái mẫu hoa này. Chúc các bạn làm được một nắng hoa và giỏ hoa ưng ý nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.